Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nam Loan Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách reset Windows 10 mà không mất đi các cái dữ liệu cá nhân ở trên màn hình, ở trong các cái thư mục download hay ở trong các cái thư mục khác, ví dụ như Picture JPC hay ở trong thư mục Document của các bạn. Đối với video này nó có hai phần mà các bạn cần lưu ý. Mình sẽ làm hai phần hướng dẫn khác nhau. Phần thứ nhất là reset khi các bạn vẫn còn truy cập được vào Windows, tức là máy các bạn vẫn vào được Windows, tuy nhiên nó bị các cái hiện tượng treo chậm hay là lạng như nào đó thì các bạn muốn reset lại để cải thiện cái tốc độ của máy tính. Còn đối với cách thứ hai, đó là khi các bạn gặp lỗi khởi động, lỗi màn hình xanh, các bạn không thể truy cập vào Windows để reset ở trong Windows được, thì lúc này chúng ta sẽ phải reset qua cái cửa sổ Recovery Advanced Option. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt đi từng cách một. Cách thứ nhất, đó là khi các bạn vẫn truy cập được vào Windows. Thì để reset theo cách này các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn bấm vào ô Start, chọn Setting. Tiếp theo chọn mục Update and Security. Sau đó tại cửa sổ Update and Security, các bạn chọn vào tab Recovery. Tại phần Reset JPC, các bạn bấm vào Get Started. Ở đây có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là Keep My File. Đối với phần này nó sẽ xóa bỏ các cái app và cài đặt, nhưng nó sẽ giữ lại các cái file cá nhân. Phần thứ hai là Remove Everything, tức là nó sẽ xóa bỏ toàn bộ các cái file cá nhân, các cái phần mềm và các cái cài đặt. Thì để reset thì chúng ta sẽ thực hiện chọn Keep My File để giữ lại những cái file cá nhân. Các bạn chú ý, trước khi reset thì ở đây mình đã cài phần mềm Chrome, phần mềm Greener và một file cá nhân để mình test. Ở đây nó sẽ có một số cái thông báo cho các bạn. Thứ nhất là các cái cài đặt trên Windows của bạn sẽ trở về trạng thái mặc định ban đầu. Thứ hai là giữ lại các cái file cá nhân. Thứ ba là nó sẽ gỡ bỏ các cái phần mềm và các cái app bạn đã cài. Bạn có thể xem các cái phần mềm và app đã cài sẽ bị xóa bỏ khi các bạn reset máy bằng cách bấm vào cái phần List of App to be Removed. Thì ở đây một số cái phần sẽ bị xóa bỏ, đó là cái phần mềm Screener, phần mềm Google Chrome và Microsoft OneDrive. Đây là những phần mềm sẽ bị xóa. Các bạn bấm Back để quay trở lại tiếp tục quá trình reset. Tiếp theo các bạn bấm Reset. Tại đây các bạn sẽ đợi cho quá trình reset. Quá trình này sẽ chạy từ 1 cho tới 100% tùy vào cấu hình máy của các bạn và cái ổ cứng các bạn đang dùng là SSD hay HDD mà quá trình này có thể diễn ra nhanh hay chậm. Thông thường quá trình này sẽ kéo dài từ 20 phút cho đến khoảng 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi tùy vào máy. Như máy của mình cấu hình cũng không đến nỗi tệ nên quá trình này có thể diễn ra nhanh khoảng 20 phút. Để tiết kiệm thời lượng của video, mình sẽ tua nhanh cái phần này lên. Sau khi chạy xong, Windows của các bạn sẽ tự động reset lại. Các bạn vui lòng đợi một lát để quá trình reset tiếp tục. Khi các bạn nhìn thấy dòng chữ Resetting JPC thì các bạn vui lòng đợi để cho quá trình reset và nó sẽ chạy từ 1 cho đến 100%. Tiếp theo là quá trình cài đặt Windows. Quá trình này cũng tương đối lâu, các bạn vui lòng đợi cho máy chạy. Thông thường nếu mà khi reset thì các bạn nên reset vào tối và để qua đêm thì sau khi sáng dậy máy sẽ chạy hoàn tất. Còn nếu chúng ta mất công chúng ta ngồi đợi thì quá trình này diễn ra sẽ rất lâu. Sau khi quá trình chạy hoàn tất thì Windows sẽ tự động cài đặt. Các bạn vui lòng chờ trong giây lát để quá trình cập nhật được diễn ra. Như vậy là quá trình reset đã hoàn tất. Một số cách khác để reset máy, đó là trong trường hợp vẫn vào được Windows thì các bạn vẫn có thể reset máy thông qua Advanced Option bằng một số cách như sau. Các bạn bấm vào Start. Tiếp theo bấm vào nút Power, giữ phím Shift và bấm nút Restart. Lúc này các bạn sẽ được chuyển đến cửa sổ Advanced Option
hoặc là một cách khác để đến Advanced Option như sau. Đó là tại màn hình desktop, các bạn bấm vào Start, chọn Setting. Tiếp theo, các bạn kéo xuống, bấm mục Update and Security. Tiếp theo, bấm vào tab Recovery. Các bạn để ý mục Advanced Startup, bấm vào Reset Now để vào Advanced Startup. Tại cửa sổ Advanced Option, các bạn bấm vào Troubleshoot. Tiếp theo, bấm vào mục Reset Zip PC. Trong khuôn khổ video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn reset máy mà vẫn giữ được các cái file cá nhân. Do vậy, các bạn sẽ chọn Keep My File. Máy của các bạn sẽ khởi động lại và quá trình reset sẽ bắt đầu. Thì các bạn vui lòng đợi để quá trình reset. Quá trình này cũng sẽ giống với cách mà mình đã hướng dẫn đầu tiên. Cửa sổ Reset ZPC hiện lên thì các bạn bấm chọn vào tài khoản người dùng của các bạn. Ở đây máy của mình là Nam Loan, mình sẽ bấm chọn vào Nam Loan. Tại mục Password thì các bạn sẽ điền cái mật khẩu của các bạn vào. Trường hợp nếu máy các bạn không đặt mật khẩu thì các bạn để trống và bấm Continue. Trường hợp này máy của mình không đặt mật khẩu, do vậy mình sẽ để trống và bấm Continue. Lúc này cửa sổ Reset This PC sẽ bắt đầu và quá trình này sẽ diễn ra sau một số phút, thì các bạn vui lòng đợi để quá trình reset được bắt đầu. Một cửa sổ hiện lên sẽ thông báo cho các bạn một số phần, đó là nó sẽ xóa toàn bộ các cái app và các cái chương trình đã cài đặt ở trên máy tính của các bạn. Các cái cài đặt máy tính của các bạn sẽ được chuyển về chế độ mặc định. Tiếp theo là sẽ cài lại Windows và sẽ giữ lại các cái file cá nhân của các bạn. Nếu đồng ý thì các bạn bấm vào Reset. Và cửa sổ Resetting sẽ hiện lên. Các bạn vui lòng đợi để quá trình này chạy. Quá trình này nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào cấu hình máy của các bạn. Tới phần này thì tất cả những cái quá trình reset sẽ giống với cái cách đầu tiên mình hướng dẫn. Các bạn chỉ cần thực hiện theo là sẽ thành công. Như vậy là quá trình reset đã hoàn tất. Trường hợp tiếp theo là khi các bạn không thể đăng nhập vào được trong máy tính để thực hiện quá trình reset. Thì đối với trường hợp này xảy ra đó là các bạn gặp cái lỗi không thể khởi động vào Windows hoặc lỗi màn hình xanh không thể vào được Windows. Thì lúc này nó sẽ hiện ra một cái cửa sổ Recovery và sẽ có một cái mục là Advanced Repair Option. Trong trường hợp nếu nó không hiện lên cái cửa sổ Recovery và cái mục See Advanced Repair Option, trong quá trình khi các bạn bấm cái máy tính để mở thì các bạn bấm liên tục phím F8 để có thể truy cập vào cái phần Recovery này. Tùy từng máy thì cái phím nóng này nó có thể khác nhau. Như máy của mình thì nó là phím F8. Trong một số máy thì nó có thể là F9 hoặc là phím ESC hoặc phím đen, đấy tùy từng máy. Để biết máy các bạn phím nóng để truy cập vào cái mục Advanced Option Recovery này là gì thì các bạn có thể lên Google để search. Sau khi vào được cái phần cửa sổ Recovery và các bạn sẽ bấm vào cho mình cái mục See Advanced Repair Option. Trong một số máy chạy Windows 10 bản 1903 trở về trước thì chỗ này nó sẽ hiện là Advanced Option, thì các bạn bấm vào đây. Tại cái cửa sổ cho an option thì các bạn bấm vào mục Troubleshoot. Ở đây các bạn tiếp tục chọn cho mình cái mục Reset Read PC. Và ở đây nó có hai lựa chọn. Lựa chọn Keep My File, tức là nó sẽ xóa bỏ toàn bộ các app, các cái phần mềm và các cái cài đặt, nhưng nó sẽ giữ lại các cái file cá nhân. Ví dụ như là các file cài đặt phần mềm, các file Word, file Excel hay các cái file lưu trữ dữ liệu cá nhân, nó sẽ giữ lại. Còn cái lựa chọn thứ hai là Remove Everything, tức là nó sẽ xóa toàn bộ dữ liệu bao gồm các cái file cá nhân, các cái app, các phần mềm và các cài đặt.
bạn chỉ lựa chọn cái phần Remote Everything khi các bạn muốn bán máy cho một người khác và không muốn những cái file cá nhân bị lộ hay là bị người khác biết đến. Các bạn có thể chọn lựa chọn này. Trong khuôn khổ cái video này của mình thì mình reset máy và muốn giữ lại các cái file dữ liệu cá nhân. Do vậy mình sẽ chọn vào cái mục Keep My File. Các bạn sẽ bấm vào mục Keep My File để tiến hành reset. Máy của các bạn sẽ khởi động lại và quá trình reset sẽ bắt đầu. Thì các bạn vui lòng đợi để quá trình reset. Quá trình này cũng sẽ giống với cách mà mình đã hướng dẫn đầu tiên. Cửa sổ Reset Zip PC hiện lên thì các bạn bấm chọn vào tài khoản người dùng của các bạn. Ở đây máy của mình là Nam Loan, mình sẽ bấm chọn vào Nam Loan. Tại mục Password thì các bạn sẽ điền cái mật khẩu của các bạn vào. Trường hợp nếu máy các bạn không đặt mật khẩu thì các bạn để trống và bấm Continue. Trường hợp này máy của mình không đặt mật khẩu, do vậy mình sẽ để trống và bấm Continue. Lúc này cửa sổ Reset This PC sẽ bắt đầu và quá trình này sẽ diễn ra sau một số phút, thì các bạn vui lòng đợi để quá trình reset được bắt đầu. Một cửa sổ hiện lên sẽ thông báo cho các bạn một số phần, đó là nó sẽ xóa toàn bộ các cái app và các cái chương trình đã cài đặt ở trên máy tính của các bạn. Các cái cài đặt máy tính của các bạn sẽ được chuyển về chế độ mặc định. Tiếp theo là sẽ cài lại Windows và sẽ giữ lại các cái file cá nhân của các bạn. Nếu đồng ý thì các bạn bấm vào Reset. Và cửa sổ Resetting sẽ hiện lên. Các bạn vui lòng đợi để quá trình này chạy. Quá trình này nhanh hay chậm thì tùy thuộc vào cấu hình máy của các bạn. Tới phần này thì tất cả những cái quá trình reset sẽ giống với cái cách đầu tiên mình hướng dẫn. Các bạn chỉ cần thực hiện theo là sẽ thành công. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách reset Windows 10. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì nó còn có một số cái lỗi các bạn không thể reset. Ví dụ lỗi không tìm thấy phân vùng khôi phục khi các bạn tiến hành reset Windows 10. Đầu tiên chúng ta thử reset bằng cách vào Windows chọn Setting, sau đó chọn Update and Security, tiếp tục chọn Recovery. Tại cái mục Reset Zip PC, các bạn bấm vào Get Started. Ở đây mình sẽ chọn Keep My File. Sau khi chọn, nó sẽ hiện lên một cái lỗi là Could Not Fit the Recovery Environment. Nó yêu cầu chúng ta phải bật cái môi trường khôi phục Windows để tiến hành reset. Thì để khắc phục lỗi này, các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn vào ô tìm kiếm, sau đó gõ từ khóa CMD, sau đó kích chuột phải vào Command Prompt, chọn Run Admin Starter. Cửa sổ Command Prompt hiện lên, các bạn đánh lệnh Regen cách sụt chéo Enable và sau đó bấm Enter để thực thi lệnh. Sẽ có một cái thông báo Operation Successful, tức là các bạn đã bật thành công cái môi trường khôi phục của Windows. Để kiểm tra xem thành công hay chưa, các bạn đánh tiếp lệnh Regen cách sụt chéo info và sau đó bấm Enter để thực thi lệnh. Thì lúc này các bạn để ý cái môi trường Windows RE đã được bật, tức là nó hiện Enable. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách bật cái môi trường giao lưu ở trên Windows 10. Bây giờ để kiểm tra xem cái chức năng Reset ở trên Windows 10 đã hoạt động hay chưa, các bạn bấm vào Windows, bấm vào Setting, sau đó bấm vào Update and Security, tiếp tục chọn Recovery. Tại mục Reset Zip PC, bấm vào Get Started để bắt đầu reset. Ở đây mình sẽ chọn Keep My File để giữ lại các cái file và dữ liệu cá nhân. Các bạn vui lòng chờ một lát để quá trình kiểm tra trước khi reset. Và như các bạn thấy, hiện tại máy đã reset được. Các bạn hãy bấm vào Reset để bắt đầu quá trình reset. Như vậy, mình đã hướng dẫn xong cho các bạn khắc phục lỗi Could Not Fit the Recovery Environment khi reset Windows 10. Trong trường hợp gặp lỗi màn hình xanh thì các bạn có thể lựa chọn phương pháp reset máy để sửa lỗi màn hình xanh. Tuy nhiên khi reset các bạn vẫn gặp phải lỗi the could not
Recovery Environment, tức là cái môi trường khôi phục của bạn không được bật hoặc không được tìm thấy ở trên Windows, thì lúc này bạn không thể vào Windows để bật như cách đầu tiên được, thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Bấm vào Advanced Options, sau đó chọn Troubleshoot, chọn tiếp Advanced Options, chọn tiếp Command Prompt và đăng nhập vào Command Prompt. Cửa sổ Command Prompt hiện lên, các bạn đánh lệnh Zigens cách sụt chéo Enable và sau đó bấm Enter để thực thi lệnh. Sẽ có một cái thông báo Operation Successful, tức là các bạn đã bật thành công cái môi trường khôi phục của Windows. Để kiểm tra xem thành công hay chưa, các bạn đánh tiếp lệnh Zigens cách sụt chéo Info và sau đó bấm Enter để thực thi lệnh. Thì lúc này các bạn để ý cái môi trường Windows RE đã được bật, tức là nó hiện Enable. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách bật cái môi trường sao lưu ở trên Windows 10. Bây giờ để kiểm tra xem cái chức năng reset ở trên Windows 10 đã hoạt động hay chưa, các bạn tắt cửa sổ Command Prompt đi, sau đó bấm quay trở lại cửa sổ Automatic Repair, bấm chọn Automatic Repair, sau đó chọn Troubleshoot, chọn tiếp Reset Z PC. Ở đây mình sẽ chọn Keep My File để giữ lại các cái file và dữ liệu cá nhân. Các bạn vui lòng chờ một lát để quá trình reset. Và như các bạn thấy, hiện tại máy đã reset được. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách reset Windows 10, giữ lại các cái dữ liệu cá nhân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất được đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.